Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào các bạn nhé. Chiều nay mấy anh em ở nhà dân chuẩn bị dân câu nha các bạn. Dân câu cá cha. Thì mình mới mua được ít chuối nè. Chuối cũng mùi. Chuối này trái hơi nhỏ mà. Nhỏ. Cũng được. Cắt được mà nó mùi. Kể cắt lòng 2 làm 3 cũng được. Đủ mà dư sức luôn không? Còn cái kia. À, còn kia nữa hả? Cái này mới nữa hả? Thì mấy anh em hôm nay thả câu cá cha bằng mồi chuối. Giờ đang chuẩn bị móc mồi nha các bạn. Này qua đó thả nó gì? Dàn câu của mình hơi dài. Móc dàn này còn dàn ở đây nữa. Thao ở đây nữa. Này phân nửa không? Hơn phân nửa hả? Phân nửa. À, này để mấy anh em tranh thủ móc và chút xíu đi thả luôn nha các bạn. Chuối chuối xiêm mùi thơm phức. Ngọt ngay luôn. Chỗ này nước trong trong rồi. Rồi, mấy anh em móc mồi câu xong. Bây giờ mới chạy xuống tới chỗ giăng câu nha các bạn. Đây đợt trước mấy anh em giăng bên đây cũng dính được 5-6 con gì phải không? 6 con. 5 con, 6 con gì đó được rồi, mình thả bên đây nè. Anh em chạy qua tới bên đây thả. Có 2 cái lớn, mấy cái nhỏ. 3 con lớn, 2 con nhỏ. Có 1 con bé. 4 con mà đây có mấy cái về đó muốn người ta dựa nè. Đây có 5 con dựa ở bên kia nó sáu. Bên cầu gạch với 2 cái sáu. Không? À, bên kia cũng 6. Rồi, sáng nay mấy anh em đi thăm câu cá cha của mình nha các bạn. Dàn câu mình thả thì chiều hôm qua anh em cũng mới chạy tới chỗ các bạn. Này quá lục bình nè. Đi qua tới bên đây chạy lục bình bích sông hết trơn. Chạy máy chạy không nổi luôn. Ngày hôm qua mình thả thấy cá nó ụt cũng nhiều rồi. Sáng này nước lớn dòm thấy cũng trong ngon lành đó ha. Nãy giờ mấy anh em thăm nửa dàn câu rồi các bạn. Chưa có miếng nhớt nào hết trơn. Sao tình hình thấy không ổn rồi nha. Hiu quá. Như một đoạn gì mà không có con nào luôn. Mà hôm qua lúc mình thả có cá giỡn nha các bạn. Ở đây mình thả dàn câu mình ít với nhiều thôi chứ đâu có vụ mà kiểu này nửa dàn câu rồi không có nhớt. Cái gì quận gần đây
dây dịch rồi. Chứ nào? Có không? Có. À. Mới thằng. Mới thấy quận của gàng. Rồi. Đó. Lên hàng. Mới thấy quận của gàng. Nước lử. Rồi. Con dần gió. Ăn ổi. Nhẹ nhàng thôi, cứ càng nhẹ càng tốt rồi, nó không có vậy. Lôi lết nó lên be luôn rồi. Ừ, đó. Ít gì cũng phải có một miếng nhớt để cho nó trơn trơn chứ. Trơn trơn vỏ để thôi, gích ba lục bình quá, gích. Con chừng ký lô rồi bà. Kiếm hai con nữa thôi. Chứ đủ chứ. Giỡn trước rồi ha. Ở đây phân tới ăn trước nó quận lên rồi. Cảnh giác. Hôm qua mấy anh em thả tới chỗ này lục bình quá rồi. Bích dày hết ra, mấy anh em buộc vô đây nè. Rồi sao lôi qua ngược qua bên sông bên kia mình thả ngược lại. Chứ dưới đó lục bình quá, không có thả xuống dưới đó nổi. Thăm ngược lại tới chỗ nãy dính con này, chừng anh em nó bên sông bên đây nó lụm con nữa sao. Anh em qua ăn chung sao. Rồi hôm nay chắc thất bại rồi bạn ơi, chắc được con này thôi à, có nhớt là được rồi. Nãy xin nhớt thì cho miếng nhớt thôi. Rồi, hết câu. Kết thúc chương trình. Ba anh em được ngàn con cá tra ký. Đủ hả? Đoạn đường đi về 20 cây. Thấy mắc mỏ quá hả? Mắc mỏ quá. Lỗ xã hội. Về thôi. Hẹn ba anh lại may mắn lần sau. Rồi, mấy anh em về tới nhà nha các bạn. Thành quả hôm nay đi dân câu cá tra về được có con một lần đây. Con này bán để tính sao đi. Giờ mình bắt mấy cá chê, mình bữa nay nướng cá chê đi. Dân câu cá tra về ăn cá chê nha các bạn. Chê cái lóc nè, cá này hôm qua mấy anh em đi dân câu rồi về thăm lờ nữa các bạn. Mấy cá chê bự bự không ạ. Nay bắt cá chê trắng nướng nha các bạn. Nướng rau sống bánh tráng này, ăn cá nướng bữa đây. Ừ. Dân câu cá tra về cá có con một mà. Cá đó mình rộng lại luôn các bạn ơi. Giờ xử mấy con cá chê này về nướng ăn. Ba con bự bự đó thôi. Ba con thuẫn nha. Ừ. Nào con lấy cá chê rồi. Ú. À. Đó. Cỡ này là hơi bị hiếm nha. Hiếm. Rồi, giờ mấy anh em nướng mấy cá chê nha các bạn. Còn con bự nữa. Mấy ba con ăn hết rồi ha. Ừ. Bự dữ lắm mấy con này. Ba con cứ mấy.
mới có con bề một mình nó mở nó chảy cỡ này. Cơm mở, cơm mở. Tới rồi, bữa nay tới công chuyện rồi. Ba con hết hồn, con 300 gram ha. Trên luôn. Chơi thì bà nặng. Bà ngủ mấy cái lờ dính con nào con lấy khủng khủng không? Con ngủ xình con nó bự luôn. Quá, giòn quá bén rồi. Mở chảy xèo xèo. À, miếng thịt bà gọi. Cá chê cỡ này nướng ăn mới ngon, đúng rồi. Chỉ trắng là phải cỡ này nướng tới luôn. À, cỡ này thì hiếm rồi. Hàng hiếm. Cỡ cổ tay thì nhiều. Đây rau sống nha bạn. Rau sống đang làm nước mắm. Rau sống bánh tráng. Còn đây mới cá nữa bạn. Cá này để bằng kho ăn cơm. Rồi xong. Ba em chia trắng lên dĩa. Chia trắng mình nướng Iran như là chiên vậy bạn. Da vàng dầm tưởng như cá chiên ha. Chảy mỡ. Rồi xong. Ba em chê dĩa rau sống, bún, nước mắm, bánh tráng. Này cuốn rau sống bánh tráng nha các bạn. Ở chợ ông bà cái chê cỡ cá ngát trong ngoài biển luôn đây. Bự hơn nữa. Bự hơn. Ngồi bén, ngồi bén. Rồi, để bánh tráng rồi. Ra em ơi. Nhanh tay còn nha. Chậm tay không còn luôn. Cá bự quá mà. Nãy còn con bự nữa đó. Mình sợ ăn hết. Ổn. Dạ không? Mai mốt chơi sang nữa. Cá chơi nhiều nhiều chơi sang mình phi lê. Mình lấy hai miếng phi lê nó mình à. Ướp sa tế mình nướng. Đó mới giữ á. Ha. Đó là tới luôn. Tới bến luôn. Rồi, khu hàng này đang ơi. Xé ra đây thông. Con khui ra đồ. Cá này sẽ hơi bị khó. Chê hay như cá lóc không? Đó. Đúng rồi. Quá tới luôn. Rồi lượm cái đầu xuống đi. Wow, mở kìa, quá rồi. Chịu hết nổi nha. Rồi văng ra ngoài kìa, cảm ơn. Nóng. Cái chừng nóng. Như là phi lê ra vậy ha. Phi lê luôn. Quá đẹp luôn. Này nó nhảy hả? Trong cũng nó khui ra mở rồi. Mở rồi kìa. Cục mở rồi. Thơm phức. Ớn ăn. Rồi vô đi. Vô. Ăn cái đi. Vô trước cái đang cuốn rồi chứ. Vô. Ngay xin mời các bạn nha. Vô các bạn ơi. Các bạn luôn nha. Vì cũng như đây. Xin mời các bạn luôn nha. Buổi trưa mấy anh em buổi đi dân câu cá cha được có con về ăn cá chê. Chà chê đi cũng chà giống chê, nhau à. Chà chê. Cái nào cũng chỉ chờ. Rồi. Về mấy anh em nướng mấy con cá chê làm xương xương vài ly cuốn bánh tráng ăn nha.
Em cứu nè em. Ừ. Sắc vô. Không muốn ngồi ăn đi chứ. Ăn ngùng gì nữa, không biết. Ừ. Nhà thấy nặng đói bụng à. Bữa nay chắc ngâm rượu thuốc luôn nha. À, ngâm rượu chua học rồi. Rồi xong rồi nướng luôn đó. Nói hoài quên hoài. Ừ, sẵn còn lửa than nè, hồi nướng luôn. Rồi. Mọi người chuẩn bị cuốn hết đi. 1 2 3 chấm. Để cuốn đều nha. Mày lên đều ra. À, lên đều. Uống bia thì chờ lên đều ăn sao không ai chờ lên đều bây giờ người ta. Không ai chờ gì. À. Nè. Có muỗng nè. Muỗng lớn tí nè. Rau sạch. Nói chứ ăn đi. Ai kêu đấy. Ai kêu cầm trâu anh. Đấy. Cầm chèo để nhìn đói hả. Kêu ăn à. Rồi, xin mời các bạn nha. Cá chê nướng. Thông cũng xin mời cô chú anh chị các bạn dùng cái thông miếng cá chê cuốn bánh tráng nè. Chê nướng. Chừng đấy chê nướng hả. Cắn cái vô cốc làm sao mà cả nhà dùng cá chê nướng. Con ngậu đấy người mở trong bụng cục cục rồi. Loại cá chê trắng này nó càng lớn nó càng mở dữ à. Ừ. Mấy con cỡ này đổ lên ăn mới sướng à. À Phương xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Dùng món cá chê nướng cuốn rau sống bánh tráng. Anh hai thăm cầu cá cha thất thu rồi. Nhờ dứt lại mấy con cá chê nướng hả? À. Có lúc này lúc kia chứ. Lúc ăn cá cha có hết đâu cho đâu, sống ghiền nữa. Lúc dư dả, lúc túng thiếu ha. Nước mắm cho đây là ngon, chấm nó ngon, đậu là. Thêm không? Đây là cái là làm cuốn ly được nè. Vô, vô. Vô. Xin mời các bạn nhé. Vô các bạn ha. Vô các bạn ha. Rồi cá cha không gần, mấy lần trước mình ăn lỗ mắm hoài cũng ngán rồi ha. Ừ. Bữa nay ăn nướng lại đi, cái chê nướng. Bữa nay dính cá trà nhiều nữa, cá trà nữa đã ngán. Lâu lâu anh lừa tâm lý bữa. Chứ hụt nhiều quá, không dính nha. Ngon lên. Ăn thêm nó ngủ hết ngon. Còn nóng hay không? Ừ. Đồ nướng không hết. Nghiện lên mới được. Ăn còn nóng mà. Này đúng ra là bỏ dĩa lên đây vừa ấy vừa ăn đó đúng không? Ừ. Sợ nó khói á. Người ngồi dưới gió là thượng đủ chân đấy. Em thơm ngon hay là người ngồi vừa ăn mà vừa khóc ra nước mắt. Thích mùi không mà no rồi. Cái này ăn cục vậy đó phải cái này. Cực đế ngồi. Xe chứ không bán đủ đồ cho ta. Gạo cũng đứt hơi luôn chưa hết. Đó, đó chiều đã. Có một cặp bếp để kêu bên hông nhà nè. Cũng gầy mưa rồi nó không mấy.
vẽ hoài vậy không có đồng. Đồng bên sông chưa dân xả nữa rồi sao bắt. Dài tới cùng chuyện. Chía hoài chía không đứt. Dài. Dài. Nó cái dao lắc à. Dao lắc hàng. Cái dao cạo nữa cái. Ngon hả? Sẽ như con này nãy ngon ha. Ừ. Để nó dễ ăn, cái kia khó. Nó da luôn, nó da ăn béo. Cái nào cho lưng rồi đúng không? Miếng da nó ăn đã lắm kìa. Ừ. Bữa nay tự nhiên thắt cá chê cá cha cái tự nhiên có mồi ngon ha. Ừ, mồi ngon. Mình vẽ nó bể nát hết à. Dài. Sẽ bằng cái dao vậy nó mới còn thật để mình gấp nguyên miếng. Tới cùng chuyện. Dễ đũa cái nó bể ra hết. Còn khúc xương còn thịt này uổng quá. Cái này sẽ nửa bên khó sẽ. Bẻ nó ra vậy là gọt lên. Nướng cái này mấy cái xương kia nó cũng mềm luôn. Mềm hết. Đúng là lắc cái đầu. Trên tốt thuốc. Rồi cái đi. Rồi. Hết rồi. Gót rồi không? Đang lắc. Hết rồi ngồi im vô đi. Chết không? Chết đâu chết. Thằng Giang tham muốn rồi là chết. Rồi xin lại các bạn nhé. Lỡ tay để cái đầy ly luôn. Vô. Vô bạn ơi. Chắc Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn ly này. Phương xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Thì chuyến đi thăm câu cá cha của mấy anh em. Thành quả buổi sáng được có con các bạn ơi. Dàn câu cái mấy số luôn à. Đầu tư quá trời luôn à. Lúc cục có con cá cha một à. Về mấy anh em lấy mấy cá chê nướng cuốn rau sống bánh tráng. Cá chê này hôm qua mấy anh em đi dàn câu với đi thăm lờ các bạn. Cũng được 5-6 con vậy. Này món cá chê nướng ngon quá. Thôi giờ xin mời các bạn nha. Nhức nách lần hết ba con này luôn ha. Hợp tới luôn ăn là no nê luôn. Thôi video đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.